Hello tất cả mọi người nha, mình là Bưu Sengu đây. Hiện tại thì có phơm bài của mình đang có, đó chính là bài liên hoàn nha. Và đang đi chung với Hekarim nè, As một style, hai vị tướng tăng cơ chính á, cũng như là tướng đem chính của mình đang có. Đó chính là con Elise này cũng như á, là dắt này tướng 1 tiền 2 sao và đang cầm một cái trang bị lớn nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự cũng đang rất là cao luôn á. Khi mà đang còn tới tận là 93 máu luôn á nha, ở round 2 chấm như này. Nói chung lúc đầu game là mình đánh Caro nó cũng hơi bị nhiều anh em ơi, cứ thắng xong mà thua, thắng xong mà thua 4 trận liên tục rồi nha mọi người. Nên chuỗi của mình mới là chủ thua có 1 trận thôi. Nhưng mà không sao, mình cũng đang có được một cái lượng tiền lãi không phải là quá thấp anh em ơi. Khi mà đang tầm level 5 và 49 tiền nha, cũng khá là ổn luôn rồi chứ. Đây level 5, 58 tiền luôn nha mọi người, ok luôn rồi đấy. Tại vì ở trong trận đấu ngày hôm nay thì mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta tướng 1 tiền Gary nha, đang rất là mạnh luôn á, nhưng mà lại cực kỳ ít người biết nha mọi người. Đó chính là bài dắt Gary đi chung với liên hoàn thời không nha. Và chắc chắn rồi nha, trước khi mà mình làm video meta á thì anh em ơi hãy đừng quên kéo xuống ngay các phần bình luận để ghi mà phía dưới. Tại vì sao, mình có để cho mọi người một cái link đội hình chuẩn nha, để cho anh em cùng xem qua tham khảo ha. Gặp luôn công này một cái form bài ma thuật tiên phong, ma thuật can trường nha mọi người. Gần như là full 2 sao luôn rồi đó. Khó thắng luôn rồi này mời. Khó nói luôn rồi chưa. Đội hình của mình gần như là full 1 sao. Được mỗi dắt át với lại là con Elise thôi mọi người ơi. Trời ơi, ông này ông đang lắp hết tất cả trang bị lớn của ông đang có luôn rồi đó. Thu chắc anh em. Dắt gõ được nha. Ơi chưa biết nha, chưa biết nha. Dắt. Trời ơi không được anh em ơi. Đi bộ xuống chậm quá. Biển cách Sobia này nó khạc chết rồi. Không sao anh em nha. Chủ thu 2 trận luôn rồi nè. Và mọi người đừng quên nha, khi anh em chơi tướng 1 tiền Gary á, anh em chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất á, ê từ từ anh em ơi, lõi thứ hai là một lõi vàng á, lõi tướng vô công Gary á. Thôi anh em, đang chơi dắt Gary mà tự nhiên xoay bài làm cái con vô công này Gary thì lại hơi kỳ đúng không. Ấn liên hoàn á. Ui cái này là quá ngon luôn á mọi người ơi. Cái này là quá ngon luôn á. Chơi liên hoàn mà nó ra cho mình được một cấn liên hoàn như này. Nhưng mà hơi cấn anh em à. Thật sự là hơi cấn luôn á nha. Thôi lấy cái đũa phép anh em ơi. Tại vì mọi người đừng quên nha, khi mà mình làm video meta á là mình sẽ hạn chế nhất cái việc mà lấy thêm thì vàng, ấn hoặc là biến hệ. Tại vì sao, mình đang muốn á, cái form bài của mình đang chơi nó sẽ giống về chuẩn nhất với cái form bài mà mình đưa ra ở phía dưới nha, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo á. Nên đó là lý do tại sao cái loại thứ hai á có luôn được một con liên hoàn nha mọi người, rất là ngon luôn á, để mà cho cái bài dắt này carry. Nhưng mà thôi anh em ơi, mình đành lựa chọn cái loại vàng đủ phép vậy. Nói chung là cũng được, cũng xài được á, không phải là quá cùi nha. Tại vì con dắt carry này á, mọi người đừng quên, nó là một cái vị tướng 1 tiền carry, vừa gây được một cái lượng sát thương phép rất là lớn, cũng như là sát thương vật lý luôn nha mọi người. Tại vì nó là tướng cái tộc hệ liên hoàn á, đánh thường rất là nhanh luôn. Nhưng mà kỹ năng của nó nha, kỹ năng của nó là lại sát thương phép, đánh thường á lại sát thương vật lý nha. Nên con dắt này á, nó gọi là khá là giống luôn á con dắt ở trong liên minh anh em à. Tại vì dắt ở trong liên minh á, nó cũng là một cái vị tướng carry được giữa sát thương vật lý và sát thương phép nha. Và con dắt này ở trong đấu trường chân lý mùa 12 á, nó cũng là như vậy luôn anh em à. Ui cái này quá ngon anh em ơi, lời. Nhưng mà roll nó không ra tướng rồi, lỗ rồi. Lấy 2 vàng, tốn 2 vàng để mà 4 lượt đổi nha mọi người. Lời chắc luôn rồi đó. Akali nè. Trời ơi, dắt tướng 1 tiền mà roll khó dữ trời. Một con cuối cùng nè mọi người ơi. Cay thế, what the fuck. 7 dắt rồi anh em ơi. Và mình đang có sẵn luôn được một cái Neko cỡ nhỏ nè. Mình đang muốn roll được một con cuối cùng á, để mình lên đường dắt 3 sao luôn anh em ơi. Tại vì dắt tướng 1 tiền mà, mọi người có được 3 sao càng sớm á, nó sẽ càng mạnh nha. Tại vì về cuối game á, càng ngày nó sẽ càng đuối anh em nha. Trời ơi dắt nó gõ kìa. What the. Khinh thường dắt tướng 1 tiền hả. Ui nó gõ kìa anh em ơi. Trời ơi 5.700 đam. Nhưng mà trong đó có tới tận là gần 70% đam là sát thương phép rồi nha mọi người. Cái màu kem kem á là sát thương vật lý, cái màu xanh dương á là sát thương phép nha. Đây, gây một cái lượng lớn sát thương phép.
Tại vì con dắt này á, nó là một cái vị tướng vừa tăng được, chống chịu được mà vừa gây được một cái lượng sát thương lớn nha. Và mình nhắc lại nha mọi người, đây là một cái phân bài meta tướng 1 tiền carry đang rất là ít người biết luôn. Nếu như mọi người mà biết trước cái phân bài này á, về leo răng thật sự là nó cũng hơi bị hiệu quả đó nha. Và nếu như mọi người chưa biết nữa thì mình bật mí luôn cho mọi người là tại đấu trường chân lý mùa 12 á, thì Riot đã nâng cái số tướng 1 tiền lên tới tận 30 con trên cùng một cái vị tướng 1 tiền nha. Đó là một cái số lượng tướng thật sự rất là khổng lồ luôn á. Cái này mọi người roll tướng 3 tiền, à lộn, tướng 1 tiền 3 sao á, là cực kỳ dễ. Rồi, là luôn dắt 3 sao anh em nha. Tại vì sao? Thứ nhất á, là tướng 1 tiền 3 sao chỉ cần có 9 con à. Mà cái kho tướng á, 30 con tướng, 30 con anh em ơi, thì roll chắc là tớ nái luôn á anh em. Và mọi người đừng quên nha, ở trong đó cho chân lý mùa 12 như thế này nữa, nó có mấy cái bùa chú anh em ơi, nó tặng luôn cho mọi người là một cái Neko cỡ nhỏ. Xong rồi nếu mà mọi người hơn á, lỗi 1 hoặc là lỗi 2, anh em chỉ cần có thêm được một cái Neko cỡ nhỏ thôi, thì lên tướng 1 tiền 3 sao á, nó là gần như 100%, không thể nào mà không lên được luôn á nha mọi người ơi. Trời ơi, dắt nó gõ kìa, gớm luôn á anh em ơi. Ok, một mình nó con hết luôn mà, dắt 3 sao rồi, ngại gì nữa, ngại gì vai chạm anh em ơi. Và đó chắc chắn sẽ là một cái chủ thắng 3 trận luôn rồi đó. Mọi người đừng quên nha, tướng 1 tiền carry á, thì mọi người roll nó lên vào 5. Tướng 2 tiền á, mọi người roll nó lên vào 6. Và tướng 3 tiền mọi người roll nó lên vào 7 nha. Tại vì đây á, là những cái mốc, những cái cấp độ mà roll tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền nó là ok nhất. Nó là có một cái tỷ lệ cao và kết hợp được một cái form bài nó ổn nha mọi người. Đây mình đang level 6, dắt 3 và đang đi chung với 5 liên hòn, 2 hỏ và can trường luôn rồi nha. Và mọi người đừng quên nha, khi mà chơi tướng 1 tiền carry á, anh em chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất á, là tướng 1 tiền bắt buộc phải là 3 sao. Thứ hai, tướng 1 tiền cần phải có combo ít nhất nha, là hai cái trang bị chuẩn trở lên. Nếu như mọi người vẽ được combo 3 trang bị chuẩn á, thì nó là quá ngon. Còn nếu như mà không á, thì hai trang bị chuẩn cũng được rồi nha mọi người ơi. Hôm nay là một cái form bài, ui ôi, Neko 3 cái trang bị tăng anh em ơi, trong đó là có một cái trang bị dép siêu linh, xong rồi thêm một cái trang bị thần thoại con khác nữa, hai cái trang bị thần thoại con. Nhưng mà dắt nó tuyên bố là cũng không có tuổi luôn. Let's go. Và đó là một cái chủ thắng 4 trận rồi nha mọi người. Wow, quá là kinh khủng luôn á. Dắt carry đúng chiến luôn anh em. Và mình bật mí luôn cho mọi người cái combo 3 trang bị đẹp và chuẩn nhất khi mà chơi dắt nha. Đó chính là cuồng đao, thiết kiếm cũng như là một cái mũ nha mọi người. Tại vì như mình đã nói, con dắt này gây một cái lượng sát thương phép rất là lớn, nên cái mũ thủy là một cái trang bị mình nghĩ là sốc đam rất là gớm nha, hơi bị ok luôn á. Còn nói thật với mọi người, cái cuồng đao hiện tại là một cái trang bị gần như là phải có luôn ở tất cả các vị tướng carry, trừ mấy con đặc biệt ra thôi. Mình nghĩ là con các ma nó không cần. Tại vì sao? Nó lắp sẵn được cái nanh nazo nha mọi người. Cái nanh nazo đó nó sẽ ngon hơn cho mấy cái vị tướng mà thấp mana mà sát thương phép carry nha mọi người ơi. Còn gần như mấy cái vị tướng carry từ 1 tiền tới 5 tiền hiện tại luôn á nha, thì cái trang bị chủ chốt của nó anh em ơi, nó chính là một cái cuồng đao vải trưởng luôn á. Nên bây giờ đi chợ ra qua 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm á, anh em cứ ưu tiên lấy gậy cho mình, gậy lại cung ấy là xong, là easy game baby luôn á. Mình vừa lấy được đồ chuẩn cho mình vừa khắc chế được mấy công khác lấy được đồ nữa anh em ơi, đã lắm. Tại vì mấy công kia chơi tướng carry á, mình hứa với anh em luôn là cũng phải cần một cái cuồng đao à. Mọi người lấy sẵn cái gậy thì anh em đỡ được một cái đối thủ mạnh. Trời ơi, dắt kìa, nó gõ anh em ơi. Tiền về lúa về, level 6, hơn 50 tiền, một cái chủ thắng 5 trận rồi, cơm bách luôn. Rồi, để cùng thử xem cái lọ thứ 3 anh em ơi, khác biệt gì hôm nay? Mấy vàng hả? Chùm bản đồ, à, ngân sách cân bản, hình nợm va chạm, túi đồ siêu hùng hả? Thằng này lấy có ngon không ta? Báo thù cho người đã khúc cơ, cái này cơm bách cực kỳ ngon anh em, lấy luôn. Mọi người đừng quên nha, tướng 1 tiền carry á, nó sẽ mạnh nhất ở tầm đầu game, giữa game.
Còn về càng về cuối game á, con tướng một tiền này chắc chắn rồi nó sẽ hơi bị đuối đam á, hoặc là thiếu đam so với những cái vị tướng khác. Nên nếu như mọi người chơi tướng một tiền á, thì anh em phải có ít nhất là từ 1 tới 2 cái lõi combat nha, để tăng sức mạnh cho nó. Cho nên nhưng mà về cuối game á, anh em 3 cái lõi tiền hoặc là 3 cái lõi mà cho thêm cái gì đó mà không phải tăng sức mạnh trực tiếp khi mà vào combat nha, thì cực kỳ thiếu đam luôn, cực kỳ thiếu đam anh em nha. Nên phải có cái lõi combat. Ông này là một cái phơm bài hóa hình level 6, hơn 50 tiền. Đặt cái tên nhạy cảm rồi trời. Mi anh 7 đót đấy chứ. Mấy cái tên kìa, nghe ghét không mà này. Dắt gõ nó. Trời ơi, thấy không? Mình nó con hết luôn mà. Nhưng kìa. Ác quỷ chưa? Trời ơi. Dạ. Ông này xài tiền gớm rồi trời. Mạnh vậy. Ui, mày đồ hình mạnh vậy trời. Đúng là cái form bài hóa hình anh em ơi, nó vẫn đang làm bố mà. Mấy cái form bài kiểu như là Cinderella Carry đi chung với thần chú hóa hình nào, hoặc là cái form bài Cinderella đi chung với kỳ quái và hóa hình đó, nó vẫn đang rất là bái nha. Và mình cũng đã có làm rồi nha mọi người. Con Cinderella đó mình nói thẳng với mọi người luôn á, nó có ít nhất là 3 cái form bài meta khác nhau. Nhưng mà 2 cái form bài meta đang được người ta sử dụng nhiều nhất, cũng như là đang mạnh nhất luôn á, là Cinderella đi chung với hóa hình kỳ quái kẹp hai thần chú. Hai á là Cinderella đi chung với 6 hóa hình kẹp đi chung với hai thần chú thôi. Còn cái bài khác nữa là 4 hóa hình và 4 thần chú nha. Nói chung mấy cái form bài nó sẽ không có khác biệt nhau quá nhiều á. Khác biệt ở đây là mấy con tướng ở cuối game á, mọi người kẹp con tướng nào vào. Còn tướng Gary nó vẫn là mấy con kiểu như là Cinderella, tăng cơ vẫn là Nazus, Bria các kiểu anh em ơi. Trời ơi, dắt nó gõ à. Đó, nó càng được. Nó càng được anh em ơi. Ông này là Warwick Carry nha, một cái vị tướng một tiền bay xa, nói chung là cũng đang rất là hot á. Nhưng mà anh em thấy không? Cũng là tướng một tiền Carry, cũng là Warwick bay sao combo ba cái trang bị chuẩn. Nhưng mà so về sức mạnh con dắt này á, thì thật sự là không có tuổi luôn anh em nha. Nó gõ đúng hai cái à. Bay màu ngay về luôn mà. Let's go. Và nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái form bài meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày á, thì mọi người hãy đừng quên bấm vào cái phần video ở trên kênh BillStiggy nha, là mọi người sẽ thấy à. Trời ơi, ông kia đầu hàng đúng rồi. Nói chung cái ông đó là cũng đang đứng top 8 mà này. Đầu hàng nói chung là cũng không có ảnh hưởng cho lắm. Và nếu như mọi người muốn góp ý gì về cách mình chơi game hoặc là làm video á, anh em cứ bình luận góp ý ở phía dưới giúp mình á. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và phát triển sửa đổi nhiều hơn trong tương lai. Rồi, mình nghĩ là trang bị đam nó cũng đủ anh em ơi. Là cái trang bị tăng đi. Bây giờ cứ tiếp tục tích tiền lên level ấy. Đội hình của mình như vậy là đủ rồi. Trong cái lúc mọi người roll kiếm miếng dắt này á, mà nếu như em nuôi được cả thêm mấy con Castadin hoặc là con Akali by style á, thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn không mà thôi anh em ơi, nếu như mà nuôi được ba sao thêm á thì ok, không thôi chịu tích tiền lên level ấy. Hôm nay là một cái form bài băng giá. Wow, trời, dắt nó gặp cái bài băng giá nó gõ đúng chậm luôn anh em à, nó gõ bao chậm luôn á chứ. Nhất là cái cọc đi kìa, giảm tốc đánh đó mọi người ơi. Gõ đúng chậm. Ok, khó chịu chưa? Rồi, mất cái cọc rồi nha. Mất cái cọc rồi nha. Nó càng anh em ơi. Nó càng anh em ơi. What the hell? Đây thật sự là một cái vị tướng một tiền không vậy? Đây thật sự có phải là một cái vị tướng một tiền Garim gì anh em ơi? 11 cái rưỡi đam. Vãi cái trưởng. Xem 2 sao lên luôn cho em nó mọi người. Akali nè, ra cũng khá là nhiều. Hồi bữa giờ thì mình cũng đăng rất là nhiều luôn anh em, những cái form bài meta về tướng 1 tiền, 2 tiền Carry nha. Akali nè, Castadin nè, rồi Nila nè, Jack nè. Nói chung là nhiều thật sự luôn á. Còn mấy cái bài tướng 3 tiền như là Hecarim hoặc là con Wukong Carry á, có một cái loại tướng Carry thì mình vẫn đang săn và cố gắng làm cho mọi người xem nha. Mọi người đừng quên nha, meta mình cập nhật là theo từng phiên bản, nên đó sẽ luôn là những cái meta mạnh nhất ở trong từng phiên bản nha mọi người.
Ông này đồ hình châu đấy, Castobia Carry nè, đi chung với ma thuật các kiểu. Chỗ nó khạc kìa, nó khạc kìa, nó khạc kìa. Nhưng mà chắc anh em thấy không? Ui nó châu thật sự luôn á, nhìn ghê anh em. Castobia khạc gãy mồm luôn. Nhìn nó hài cốt anh em ơi. Castobia khạc 7749 lần, con dắt của mình nó cứ đánh nó hồi máu hoài lắm. Nó có cái huyết kiếm anh em. Hài cốt anh em. Rắn nó khạc gãy mỏ luôn chưa. Chủ thắng 3 trận rồi nha. Nãy gặp công kia mạnh quá, mất có chủ thắng thôi là cũng chủ thắng tầm chục trận rồi. Mấy cái bài này tướng 1 tiền 2 tiền thì mọi người cố gắng giúp mình là lên 3 sao càng sớm sẽ là càng tốt nha. Tại vì mọi người khi mà có được một cái đội hình mạnh sớm á, anh em sẽ thắng dễ, thắng nhiều và đẩy máu rất là nhanh. Mà khi mà người ta đã mất máu nhanh á, hoặc là thua liên tục á, thì người ta sẽ không có thời gian để mà ổn định lại cái đội hình cũng như là lên cấp hoặc là roll tướng á. Nói chung là không có đủ thời gian đó mà cứ bắt lại anh em ơi, thì cái tỷ lệ lọt top của mọi người nó sẽ tăng cao hơn rất là nhiều nha. Và nói thật luôn với anh em ơi, là những cái bài tướng 1 tiền carry như này nè thì tỷ lệ lọt top nó sẽ rất là cao, nhưng mà muốn top 1 hay không á, thì nó sẽ hơi khó. Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cực kỳ nhiều yếu tố luôn anh em nha. Nên là lọt top thì dễ, còn muốn top 1 hay không á, thì dựa vào anh em có lên được tướng 3 sao sớm hay không, với lại là về cuối game á, anh em xếp bài nữa. Ui, đủ tiền lên level 8 luôn hả? Biết nãy lên mẹ rồi. Thắng nổ trời. Chính nãy gặp cái ông này thua anh em ơi. Nhưng mà đây là gặp bạn ảo. Ok, được nha, được nha, được nha. Hên tế nhờ. Gặp bạn ảo anh em ơi. Ngon lành cành đào. Ui, đúng mạnh luôn á. Gặp bạn thật có khi là mình thua anh em ơi. Nhưng mà đây là gặp bạn ảo, hên quá, vẫn thắng. Rồi, kẹp thêm mấy con Kalista này vào. Nó cũng là một cái vị tướng 4 tiền cái hệ Liên Hoàn á. Và nó cũng đang là một cái vị tướng 4 tiền carry đang rất là hot luôn á. Và lúc cuối game anh em cứ thọt đam đi, cứ kẹp thêm Kalista tướng 4 tiền phụ đam. Xong rồi thêm Kem với lệ 5 tiền phụ đam các kiểu. Là có đam ngay. Còn đội hình này tăng cơ thì anh em cứ chia ra mấy con Liên Hoàn tăng cơ thôi. Con Kassadin này á, nó thật sự là một cái vị tướng tăng cơ được á, nhưng mà thường anh em sẽ lấy nó carry. Hết carry này cũng là như vậy anh em nha. Cổ lên, trời ơi, dắt nó gõ kìa, nó càng ác thật. Trận này tính ra là mọi người chơi cái bài băng giá khá là nhiều á. Nó càng kìa. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận thắng rồi ha. Chơi tướng 1 tiền nó cứ chiêu chiêu anh em. Tại vì nó rất là mạnh đầu game mà. Cái hệ Liên Hoàn này á, nếu như mọi người chưa biết thì nó khá là giống luôn mấy cái hệ kiếm khách mấy con mùa trước. Là khi mọi người đánh thường á, nó sẽ có một cái tỷ lệ nhỏ nha, ít 2 đòn đánh. Nhưng mà móc 5, móc 7 hoặc là móc 9 á, tỷ lệ cực kỳ cao anh em ơi. Móc 9 Liên Hoàn, nếu như mọi người chưa biết á, thì nó là tỷ lệ 100% nha. Đánh thường phát chắc chắn luôn sẽ là x2. Mà x2 rồi á, nó sẽ x4, x4 á, nó sẽ x8 anh em ơi. Tại vì đó là 100% mà, nó cứ nhân đôi lên thôi anh em. Xin đà ra 3 nhưng mà hên quá, chưa có vào. Nè rớt tăng cơ, anh em nhìn cái trang bị tăng kìa, nhìn nó nản không, nó châu. Nhưng mà châu đánh lâu cũng chết anh em à. Castobia khạc này, khạc nè. Ê, tính ra là công này xui giờ. Roll được Cinderella 3, xong rồi roll được mấy con khác 3 sao, nhưng mà Castobia carry 9, nãy giờ roll vẫn cứ mới là 8 con ha. 8 con anh em ơi, xui thế. Cái con Castobia đó, nếu như mọi người chưa biết đó, thì nó cũng đang là một cái vị tướng carry rất là mạnh nha. Mình chưa có làm anh em ơi. Tại vì mình làm meta một ngày mình đăng được cái tầm 1-2 cái à. Anh em cứ theo dõi đều là sẽ có meta giúp cho mọi người leo rank một cách thần tốc luôn.
lấy một cấn liên hoàn anh em ơi. Tại vì về cuối game rồi á, đội hình của mình thì nó cũng mạnh sẵn rồi. Lúc đầu game nếu như mọi người có ấn sớm á thì nó sẽ rất là khác biệt, mạnh rất là sớm. Còn đây là về cuối game rồi á, mình lấy ấn về chơi anh em. Ôi, tính ra hồi nãy á, chỉ cần cái lỗi thứ hai, mình lấy một cấn liên hoàn xong rồi đi chợ rau 5 chấm như này, có thêm được một cấn liên hoàn nữa anh em ơi, thì mình sẽ có luôn được một cái phơm bài 9 liên hoàn luôn á nha. Vãi trưởng. Tại vì tất cả tướng liên hoàn mọi người bỏ vào sẽ kích được mốc là 7/9. Lấy hai con là đủ luôn á, mà thôi không sao. Ô, có cây mỹ lệ luôn nè, vãi đời. Ngon. Cây mỹ lệ với lại là Rakan 2. Đây, gặp cái ông này bản thật các anh em, là level 8 rồi kìa. Chính là công này đầu game là mất luôn cái chuỗi thắng của tôi. Nhưng mà đây sẽ là một cái sự khác biệt hay không đây. Trời ơi, dắt nó hồi máu gớm vậy trời. What the combat không mất máu anh em ơi. Và nó gọi vẫn rất là đau nha. Nhưng mà tầm này Krista tướng 1 tiền, ở lộn tướng 4 tiền 1 sao, lại đang có một cái lượng đam vượt trội hơn hẳn cái con Zakari này ha. Ảo đá vậy. Ok, bỏ cam với lệ vào luôn anh em ơi. Rồi, búp thêm con Yumi nữa nha. Búp thêm con Yumi nữa mọi người. Anh em thấy không, mình lấy con liên hoàn này về nó cũng như không mà. Thật luôn với mọi người á. Tại vì hồi nãy mình đang muốn lấy con về để mình kích cái phơm bài 7 liên hoàn sớm. Nhưng mà đi chợ lấy con về xong mình lên level 9 á, mình roll đúng hai cái anh em ơi. Ra được cây mỹ lệ luôn, thì thế là có luôn được một cái phơm bài 7 liên hoàn rồi. Đâu có cần phải có ấn đâu. Nên tính ra mình lấy ấn về là cũng như không luôn anh em ơi. Không có tác động được cái gì luôn á. Nhưng mà dắt nó vẫn mạnh nha. Dắt nó gõ gớm thật luôn á chứ anh em. Và nếu như mọi người đang muốn săn bếp tím á, kiểu như là con Gwen hàng hiệu nè, Giết Tử Thần Không Gian, Mid Fortune Thợ Chi Huy, hoặc là cái sàn tím mới á, thì mọi người đừng quên nha, bên mình á vẫn đang có nick có sẵn luôn 500 kỷ vật nha, để cho mọi người thỏa sức săn bếp tím á. 500 kỷ vật á là mọi người quay được tới tận 10 lần ở trong xứ sở kho báu luôn á nha. Và cái quan trọng nhất á là mọi người cần phải nạp ít nhất là 200 cành vào để được 500 kỷ vật. Còn bên mình á chỉ có vài ngàn thôi anh em ơi, rất là rẻ luôn á nha. Mọi người mua càng nhiều á thì càng được tặng thêm nhiều, cũng như á là có mấy cái chương trình khuyến mãi rất là hời luôn anh em nha. Và nếu như mọi người chưa biết á thì tầm vài tháng trước thôi, cái nick có sẵn mà 50 kỷ vật á nó đã gần 10 cành rồi nha. Còn đây 500 kỷ vật ít 10 lần luôn, nhưng mà nó có vài cành thôi nha mọi người ơi. Và nếu như mọi người muốn thử một chút á, muốn săn bếp tím á, thì mọi người hãy đừng quên nhắn tin qua Facebook cho mình ở phía dưới các phần mô tả nha. Anh em cứ kéo xuống dưới bấm vào nhắn tin cho mình là ok nha. Rồi, tiếp tục gặp công này Savannah 3 sao nhưng mà hai con anh em ơi. Và có con chính là đang cầm hai giáp máu luôn à. Trời ơi, Boria thăng hoa đó kìa. Ây da, đừng để con Boria kia nó thăng hoa nha. Hơi mệt đó. Ăn nó. Rồi, hay. À, con Boria kia mà nó đi chung với 6 hình mà còn thăng hoa nữa thôi. Thứ gì mà chịu nổi anh em. Khó nói luôn á. Hên quá, thắng trước khi mà Boria thăng hoa anh em ơi. Ông này. Ô, ông top 2 này là gặp bạn ngảo của mình hay là gặp bạn ngảo của ông top 3 ta? Này không để ý anh em ơi. Triệu hồi con rồng 4.000 máu cho một vòng đấu qua thử coi. Úi dồi, nhìn gớm vậy ta. Con rồng gọi là 4.000 máu anh em ơi. Nó không khác gì được thêm một cái vị tướng tăng cơ tầm 3 tiền 3 sao hoặc là 4 tiền 2 sao luôn á nha. Bao châu Kalista 2 sao luôn anh em ơi. Con rồng 4.000 máu nhưng mà nó hơi tốn tiền anh em ơi. Tốn 12 tiền lận. Nhưng mà cuối game rồi á, cái tiền như này là mọi người cũng không có cần phải để dành nữa. Cố gắng update đội hình tối ưu nhất có thể là ok. Ông này cũng lên được Castobia 3 này, hàng chi ông thắng. Nhưng mà mình gặp bạn ảo này em ơi. Dễ dàng. Đó chắc chắn sẽ là một cái trận thắng dễ dàng rồi. Gặp bản thật chưa biết nha. Gặp bản thật thì chưa biết ở đây em ơi. Tại vì đội hình của mình tướng 1 tiền, đội hình của ông là tướng 2-3 tiền rồi đó. Nên cũng hên xui à. Trời ơi, Castle nó khạc kìa. Mọi người thấy không? Nó điên luôn á. Ủa? Castle Bear nó cầm cái cuồng này nó khạc điên thật sự anh em à. Cầm cái kiếm súng nó chứ nó hồi máu gớm luôn. Biến hoa đời. Ủa sổ, nhưng mà hơi xui.
Tại vì trận này mình lại không có chơi tướng 4 tiền 3 sao, nó lại ra được cho tôi một cái biến hóa để đời à. Cái đó là mình cũng đang cố gắng mình săn làm content. Ui ôi, cái mỹ lệ 2 này anh em. Ảo vậy, Ron hơi ảo, hơi ảo. Thật sự là như vậy. Rồi, liệu ai sẽ là người thắng đây? Hôm nay đội hình cũng đẹp phết đấy, không đùa đâu. Ủa giác nó gõ gớm vậy ta. Kasubia khạc không móc máu được con giác luôn anh em à. Vãi đấy. Khạc nó không móc máu được thì sao mà chơi ta. Ấn hỏa nè, ấn ong mật nè. Cây mỹ lệ nhưng mà không có cầm trang bị anh em ơi. Mình lấy cái trang bị lớn nha. Nếu như mà hồi nãy cây mỹ lệ của mình chưa 3 sao á thì chưa có 2 sao á thì mình lấy về rồi. Nhưng mà đây là 2 sao rồi. Là cái trang bị lớn về chém nó. Ông này là còn 5 máu à. Đốt trận này thắng luôn á anh em ơi. Mà anh em phải công nhận với mình rằng là cái con Kasubia đó carry nó cũng đang rất rất là mạnh nha. Tại vì ổng cũng đang là top 2 mà. Tại vì đội hình của mình nó đang mạnh quá thôi. Nói chung là cũng khắc chế meta luôn á mọi người ơi. Đồ này là đang cực kỳ ít người biết tới nha. Chơi mạnh lắm anh em. U sồi. Dắt kìa em ơi, nó càng kìa. Cái xô khạc nản luôn mà, gãy lưỡi. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận thắng rồi anh em ơi. Ok, và GG tất cả mọi người nha. Bye bye.